Hello guys, chào mừng các em đã đến với kênh của thầy An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần bài tập Unit 4 chủ đề Disaster của sách bài tập tiếng Anh lớp 8 I Learn Small Words, Lesson 1. In this lesson, we're going to review how to talk about disaster and the second we'll review how to use WH question. Ở bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại về việc là nói về các thiên tai thảm họa. Ok, và thứ hai nữa là ôn lại câu hỏi lấy thông tin W question. Ok, now are you ready? Let's start. Park letter new words. Unscramble the groups of letters to make words. Ở phần đầu tiên chúng ta sẽ sắp xếp lại một nhóm các chữ cái để thành một từ có nghĩa. Ok, number one. We have the letters. So they already give it wildfire. Cái từ đầu tiên là gì? Wildfire. Cháy, cháy rừng. The second one, earthquake. Earthquake là gì nhỉ? Động đất. Number three, do you know? Tsunami. Tsunami, sóng thần. Number four, floods. Flood, lũ lụt. Number five, typhoon, right? Typhoon là gì nhỉ? Bão. Number 6, landslide. Landslide, lở đất. Number 7, avalanche. Avalanche, avalanche là gì nhỉ? Tuyết lở. Number 8, blizzard. Blizzard, tuyết, blizzard, tuyết. Number 9, heat wave, đợt nóng, sóng nhiệt. Number 10, drought, hạn hán, right? Drought, hạn hán. Okay, good job everyone. Now the second part is reading. I read the quick facts on a website about a famous disaster. Take the correct statement. Ở phần tiếp theo sẽ là phần reading, phần đọc. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đọc nhanh thông tin trên một cái website về một cái thiên tai thảm họa nổi tiếng. Chúng ta sẽ đánh vào cái câu đúng, tức là đúng so với thông tin của bài đọc, right? The first one, the earthquake only caused damage in Vidivia. Động đất chỉ gây tổn hại đến Vidivia. The third one, the second one, the earthquake only caused damage in Chile. Trận động đất chỉ gây thiệt hại ở Chile. And the third one, the earthquake caused damage in many different places. Động đất gây thiệt hại đến nhiều nơi khác nhau. Okay. So now let's read together. What was the biggest earthquake? Trận động đất lớn nhất ở đây là gì? The biggest earthquake was the Great Chilean earthquake. Trận động đất lớn nhất đó là trận động đất lớn Chile, của người Chile. Where was the earthquake? Và cái trận động đất này diễn ra ở đâu? The Great Chilean earthquake happened near Vidivia, but it affected many other places. Trận động đất này xảy ra gần Vidivia, nhưng nó ảnh hưởng nhiều nơi khác. When was the Great Chilean earthquake? Cái trận động đất lớn Chile này đã diễn ra khi nào? The Great Chilean earthquake happened on May 22, 1960. Trận động đất này xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm 1960. And how much damage did the Great Chilean earthquake cause? Và cái trận động đất lớn Chile này đã gây tổn hại như thế nào? Tổn hại bao nhiêu? The Great Chilean earthquake caused around $675 million of damage. The earthquake caused quite a lot of damage, and it caused tsunamis. The tsunamis affected many towns on the Chilean coast, as well as places in Japan, Hawaii, and many other places over 10,000 kilometers away. Overall, the earthquake destroyed buildings, both electricity and water systems, and roads. Trận động đất lớn Chile đã gây ra khoảng 675 triệu
tổn thất, đã gây ra tổn thất khoảng 675 triệu đô la. Và cái trận động đất này đã gây ra nhiều tổn thất. Nhiều, khá là nhiều. Trận động đất đã gây ra khá là nhiều tổn thất và gây ra gì? Sóng thần. Và những cái đợt sóng thần này ảnh hưởng nhiều thị trấn ở bờ biển Sicily cũng như là nhiều nơi ở Nhật Bản, Hawaii hay là những cái nơi khác mà nó cách xa tầm 10.000 km. Nói tóm lại là trận động đất này đã phá hủy nhà cửa, thuyền, hệ thống điện, nước và đường xá. Okay. How many people died in the Great Chilean earthquake? Và bao người mất trong cái trận động đất lớn Chile? Between 1 and 6,000 people died from the Great Chilean earthquake. It also injured at least 3,000 more people. Bao nhiêu người mất trong cái trận động đất Great Chilean? Trong cái trận động đất lớn Chile? Khoảng 1 đến 6.000 người chết trong cái trận động đất lớn Chile. Nó cũng gây thương tích ít nhất là hơn 3.000 người. And the last one, how many people lost their homes in the Great Chilean earthquake? Và bao nhiêu người mất nhà trong trận động đất lớn Chile? Over 2 million people lost their homes in the Great Chilean earthquake. Trên 2 triệu người mất nhà trong cái trận động đất lớn Chile. Trong cái trận động đất đó thì có hơn 2 triệu người mất nhà cửa. Okay. So tell me, which one is the correct statement? Vậy đâu là câu trả lời đúng? The earthquake caused damage in many different places, right? Trận động đất này gây thiệt hại đến nhiều nơi khác nhau. Okay, now let's see. The Great Chilean earthquake happened near Valdivia, but it affected many other places. Trận động đất lớn Chile này xảy ra gần Valdivia, nhưng nó ảnh hưởng đến nhiều nơi khác. Right? So we take the third one. Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu tích vào câu số 3. Câu số 3 là câu phát biểu đúng so với nội dung bài đọc. Right? Now B, read and answer the question. Question number 1. What city did the earthquake happen near? Trận động đất này xảy ra gần thành phố nào? Valdivia, right? Now let's see. The Great Chilean earthquake happened near Valdivia. Trận động đất lớn Chile này xảy ra gần thành phố Valdivia. So the answer, it happened near Valdivia. Question number 2. On what day did the earthquake happen? Trận động đất đã xảy ra vào ngày nào? Trận động đất đã xảy ra vào ngày nào? On May 22nd, 1960. Trận động đất đã xảy ra vào ngày 12 tháng 5. Trận động đất đã xảy ra vào ngày 22 tháng 5 năm 1960, right? Happened on May 22nd, 1960. Nó xảy ra vào ngày 22 tháng 5 năm 1960. So it happened on May 22nd, 1960. Nó xảy ra vào ngày 22 tháng 5 năm 1960. Now question number 3. How much damage did it cause? Và nó gây ra tổn thất như thế nào? Nó gây ra tổn thất bao nhiêu? Around 675 million million dollars of damage. Nó gây tổn thất khoảng 675 triệu đô la, right? Cái trận động đất này nó gây tổn thất khoảng 675 triệu đô la. So, it caused around 675 million dollars of damage. Nó gây tổn thất khoảng 675 triệu đô la. Okay. Question number 4, how many people died? Và có bao nhiêu người mất? Bao nhiêu người chết từ cái trận động đất đó? Between 1 and 6,000 people died. Right? Between 1 and 6,000 people died from the Great Chilean earthquake. Vì khoảng từ 1 đến 6.000 người mất từ cái trận động đất lớn Chile. So the answer, between 1 and 6,000 people died. Khoảng 1 đến 6.000 người mất. And the last question, how many people lost their homes? Và có bao nhiêu người mất nhà cửa từ cái trận động đất lớn Chile? How many people lost their homes? Over 2 million people.
Over 2 million people lost their homes. Trên 2 triệu người mất nhà cửa. Okay, so the answer here, over 2 million people lost their home. Trên 2 triệu người mất nhà cửa. Okay, great job everyone. Now, the next part is grammar. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo là phần ngữ pháp. Match the numbers number 1 to number 7 with the letter A to the letter F to complete the conversation. Chúng ta sẽ nói các số từ 1 đến 7 tương ứng với các chữ cái từ A đến F để hoàn thành cái đoạn hội thoại sau. Alright, now, Sue, bạn Sue có nói gì? Did you do your research for our project? Bạn đã làm nghiên cứu cho dự án của chúng ta chưa? Bạn Tim nói gì? Yes, I did. À, tớ đã làm rồi. Sue, great. So, Tim, it was the Letizia Bay tsunami. Bây giờ muốn điền câu hỏi ở đây là gì thì chúng ta sẽ đọc câu trả lời trước nhé. Đó là cái đợt sóng thần Letizia Bay. Đó là cái đợt sóng thần Letizia Bay. Như vậy câu hỏi ở đây sẽ là what, cái gì, đúng không? Số 1 sẽ là, câu hỏi sẽ là what was the biggest tsunami? Đợt sóng thần lớn nhất là gì? Right? Now, Sue, okay. Okay, cái gì? Tim, câu trả lời của bạn Tim là gì nhỉ? It happened in Alaska, USA. Nó xảy ra ở tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ. Nó xảy ra ở tiểu bang Alaska, Alaska, Hoa Kỳ. Nó đã xảy ra ở tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ. À, Alaska, Hoa Kỳ là ở đâu đúng không? Ở đâu? Câu hỏi sẽ là ở đâu đúng không? Nó xảy ra ở đâu? Nó xảy ra ở Alaska, ở tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ. Như vậy câu số 2 sẽ là, từ để hỏi sẽ bắt đầu bằng where. Where was the Letizia Bay tsunami? Cái đợt sóng thần Letizia Bay này xảy ra ở đâu? Đã xảy ra ở đâu? Nó xảy ra, nó đã xảy ra ở đâu? Ở tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ. Okay. Now, so I see cái gì nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ đọc câu trả lời nha. Tim, it happened in July 1958. Nó đã xảy ra vào tháng 7 năm 1958. Tháng 7 năm 1958. Như vậy là khi nào đúng không? Nó xảy ra khi nào? Nó xảy ra khi, nó xảy ra vào tháng 7 năm 1958. Như vậy đang hỏi về thời gian. Như vậy câu số 3 sẽ bắt đầu bằng từ để hỏi là gì nhỉ? When. When was the Letizia Bay tsunami? Cái đợt sóng thần Letizia Bay này xảy ra khi nào? Xảy ra khi nào? Xảy ra vào tháng 7 năm 1958. So okay. Câu hỏi tiếp theo của bạn Sue là gì nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau xem câu trả lời ha. Bạn Tim có nói gì? It destroyed many homes and damaged a lot of all the buildings and bridges. Nó phá hủy nhiều nhà cửa, làm tổn thất nhiều tòa nhà, cây cầu. Nó phá hủy nhiều nhà cửa, tổn thất nhiều, gây tổn thất nhiều tòa nhà, cây cầu. Như vậy, mình sẽ hỏi là gì? How much damage? Nó gây tổn thất như thế nào đúng không? Như vậy ở đây sẽ là gì nhỉ? How much? Many homes and damage. Như vậy câu hỏi đây sẽ là gì nhỉ? How much damage did the Letizia Bay tsunami cause? Okay. Cái đợt sóng thần Letizia Bay này đã gây tổn thất bao nhiêu? Nó gây tổn thất như thế nào? Nó phá hủy nhà cửa, rất là nhiều nhà. Nó làm tổn thất, nó làm hư hại nhiều tòa nhà cũng như là cây cầu khác. Okay. So thanks and câu hỏi tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Câu trả lời của bạn thêm là gì? 5 people died in the Letizia Bay tsunami. 5 people died in the Letizia Bay tsunami. 5 người mất. Số lượng 5 người mất. Như vậy câu hỏi sẽ là how many people died, right? How many people died in the Letizia Bay tsunami? Bao nhiêu người mất trong cái đợt sóng thần Letizia Bay? 5 people died in the Letizia Bay tsunami. 5 người mất trong cái đợt sóng thần Letizia Bay. So, finally, và cuối cùng, câu hỏi cuối cùng ở đây sẽ là gì nhỉ? Bạn xem nói gì? It was over 500 meters tall. Nó cao trên 500 mét. Như vậy câu hỏi sẽ là gì? How tall? Right? How tall was the Letizia Bay tsunami? Cái đợt sóng thần Letizia Bay này cao như thế nào? Nó cao trên 500 mét. Okay, so great. Thanks, Tim. Let's start making our poster.
Tuyệt, cảm ơn Sam. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm cái tấm affix. Alright. Great job everyone. Okay. Như vậy các bạn lưu ý, what là để hỏi về sự vật sự việc, where hỏi về nơi chốn, when hỏi về thời gian, how wide hỏi về chiều rộng, how tall hỏi về chiều cao, how long hỏi về chiều dài, khoảng thời gian, how many hỏi về số lượng với danh từ đếm được, how much hỏi về lượng với danh từ không đếm được. Ok, các bạn nhớ nhé, remember. Now, the last part, writing. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần cuối cùng, phần writing, phần viết. Look at the information below and the quick fact find above. Write a quick fact find about the 2021 Russia wildfire fires. Ở phần này chúng ta sẽ xem thông tin bên dưới và tập thông tin nhanh ở trên, và chúng ta sẽ viết hồ sơ và chúng ta sẽ viết nhanh một cái hồ sơ về vụ cháy rừng ở Nga năm 2021 nhé. Ở phần này chúng ta sẽ xem thông tin bên dưới, và tập thông tin ở trên, và chúng ta sẽ viết nhanh một hồ sơ về vụ cháy rừng ở Nga năm 2021. Đây là cái thông tin về cái vụ cháy rừng Nga năm 2021. Nó xảy ra ở đâu? Siberia, Russia. Ở Siberia, ở Nga. Nó xảy ra vào khi nào? June 2021. Vào tháng 6 năm 2021. Rồi gì nữa? Nó ảnh hưởng burn 200,000 square kilometer. Nó cháy diện tích là 200,000 km vuông. Okay. So, now the first question, what was the biggest wildfire? Okay, what was the biggest wildfire? Cái vụ cháy rừng lớn nhất là gì? The biggest wildfire was the 2021 Russia wildfire. Cái vụ cháy rừng lớn nhất đó là cái vụ cháy rừng ở Nga năm 2021. And the second question, where? Nó xảy ra ở đâu đúng không? Where did the 2021 Russia wildfire happen? Nó cái vụ cháy rừng ở Nga năm 2021 đã xảy ra ở đâu? Nó xảy ra ở đâu? They happen in Siberia, Russia. Nó xảy ra ở Siberia, ở Nga. Hoặc là chúng ta có thể đặt câu hỏi là gì ạ? Where were the 2021 Russia wildfire? Okay? They happen in Siberia, Russia. Chúng ta có hai cách đặt câu hỏi. Một là gì? Where did the 2021 Russia wildfire happen? Or where were the 2021 Russia wildfire? Cái vụ cháy rừng ở Nga năm 2021 đã xảy ra ở đâu? Okay. Question number 3. Câu hỏi số 3 sẽ là gì? When? Nó xảy ra khi nào đúng không? When did the 2021 Russia wildfire happen? Cái vụ cháy rừng ở Nga năm 2021 đã xảy ra khi nào? They happened in June 2021. Nó xảy ra vào tháng 6 năm 2021. Happened in June 2021. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng câu hỏi là gì nhỉ? When were the 2021 Russia wildfire? Ok, chúng ta có hai cách để hỏi. When were the 2021 Russia wildfire? Or when did the 2021 Russia wildfire happen? Okay. Cái vụ cháy rừng ở Nga năm 2021 nó đã xảy ra khi nào? Xảy ra vào tháng 6 năm 2021. Ok, and the last question, nó ảnh hưởng như thế nào đúng không? How much damage did they cause? Nó đã gây tổn thất như thế nào? Gây tổn thất bao nhiêu? They burned over 200,000 square kilometer. Nó cháy trên diện tích là 200,000 km vuông. Ok, nó cháy với diện tích là 200,000 km vuông. Okay. Okay, good job everyone. So it's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần bài tập 1, Unit 4, chủ đề Disaster, thảm họa, hay là thiên tai, của sách bài tập tiếng Anh lớp 8, I Learn Smart Word. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye and see ya!